Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác và anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, đón nhiều vận may bất ngờ, sự nghiệp hiện hách, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Có duyên biết mệnh, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, lộc trời ban xuống, bất ngờ trúng số độc đắc, giàu có hết phần thiên hạ. Đúng từ nay tới Tết Nguyên Đán 2025, may mắn đến liên tiếp, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có hơn người. Kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý cô bác anh chị nhiều sức khỏe, may mắn và thành công rực rỡ. Quý cô bác anh chị thân mến, theo Tử Vi học phương Đông thì mỗi con giáp từ khi sinh ra đã được đặt trước số mệnh và vận mệnh cuộc đời. Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sướng từ trong trứng sướng ra, đẻ ra đã ở vạch đích chẳng cần làm gì, vừa ra đời đã số hưởng gia tài và cơ nghiệp bạc tỷ. Tiêu mấy đời mấy kiếp vẫn không hết, đã thế họ còn được quý nhân phù trợ đưa đường chỉ lối, dạy tất cả các bí kíp kiếm tiền, giữ tiền. Đã giàu lại càng giàu, nhà đẹp, siêu xe, vợ đẹp, suốt ngày đi du lịch ăn nhà hàng, đời sướng như tiên, tiền nhiều như núi. Nhưng cũng có những người nghèo khổ từ trong trứng nước, sinh ra trong gia đình nghèo khó, cơ cực, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, suốt đời lam lũ, khổ sở, làm mãi cũng không ngóc đầu lên được. Đã thế có quá nhiều giận đen, những điều xui xẻo kéo đến triền miên trong cuộc đời họ, tiền bạc cứ theo nhau đội nón ra đi. Thậm chí họ còn nợ nần chồng chất, sống khổ hơn chết, cũng có cơ hội làm giàu nhiều, nhưng vì thời vận thay đổi, tiểu nhân hãm hại nên vỡ nợ mất hết, nghèo khổ bi thương mặc kiếp người. Lại có người sướng trước khổ sau, lúc trẻ vinh quang, giàu có, khi về già thì nghèo đói, nhục nhã, nhưng đó không phải là những con giáp được nói đến trong video này ngày hôm nay. Hôm nay, ban biên tập sẽ chia sẻ với quý vị về Tử Vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Đây có thể coi là con giáp nghèo khổ, đen đủi, vận hạn có thừa. Khi còn trẻ cứ tưởng họ bế tắc trong vận hạn cuộc đời, nghèo khổ một đời, nhục nhã một kiếp. Xem Tử Vi tuổi Tân Sửu từ nay tới Tết Nguyên Đán 2025, con giáp này sẽ có các sao phúc tinh, lục tinh bất ngờ thay đổi, chiếu thẳng mệnh con giáp này khiến tiền bạc lũ lượt kéo đến, may mắn đến bất ngờ khiến họ choáng váng. Thập nhị bát tú cũng thay đổi vị trí khiến cho quý nhân cũng như thần tài chỉ lối đưa đường, phù trợ cho bản mệnh trở nên thông tuệ, nhanh nhạy với tài lộc nhanh chóng. Các sao hung tinh, sát tinh, bại tinh bất ngờ dịch chuyển, làm mọi khó khăn, vướng mắc tự dưng biến đâu mất. Mọi sự hanh thông phi thường, sau giai đoạn này họ giàu nhanh chóng mặt, giàu nước tường đổ dách, khiến cho mọi người ghen tị đỏ mặt. Và để nắm rõ vận mệnh của mình từ nay tới Tết Nguyên Đán, thì mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay nhé. Nghe kỹ mệnh trời, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 bất ngờ trúng số độc đắc, giàu có hết phần thiên hạ. Từ nay tới Tết Nguyên Đán 2025 may mắn đến liên tiếp, tiền bạc ùn ùn kéo đến, muốn nghèo cũng không được. Tổng quan tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 được đứng ở vị trí thứ hai trong 12 con giáp. Trâu được xem là một loài vật rất to khỏe, chịu thương, chịu khó làm việc vất vả. Nên những người tuổi trâu thường hay rất chịu đựng, hy sinh, đơn giản lại mộc mạc, thật thà, chân thành. Chính vì vậy mà những người tuổi trâu thường rất được nhiều người kính trọng. Trong cuộc sống hay trong công việc, những người tuổi Tân Sửu thường là những nhà lãnh đạo rất tận tâm, họ luôn có sự chuẩn bị chu đáo cho mọi việc. Những người tuổi trâu họ luôn chuẩn bị với một tâm lý vững vàng, rất ít bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh.
Có thể nói điểm mạnh của những người tuổi Trâu đó là họ rất lương thiện, siêng năng, chịu khó, cần cù, bền bỉ và thận trọng trong mọi việc. Tuy nhiên, những người tuổi Trâu đôi khi rất bướng bỉnh, khó gần và không có khả năng biểu hiện cảm xúc của mình. Tuổi Tân Sửu đa phần cuộc đời của họ sẽ gặp được nhiều may mắn, đường công danh khá thuận lợi, có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ. Nhất là vào thời kỳ trung vận, sự nghiệp của họ sẽ có những dấu ấn rõ nét. Sinh vào năm Tân Sửu, những quý cô thuộc tuổi này cuộc đời sẽ có rất nhiều tốt đẹp về tình cảm. Thuở nhỏ cuộc sống gặp phải nhiều vấn đề lao đao, chỉ đến trung vận mới được vững chắc. Còn về các vấn đề khác như gia đình và sự nghiệp thì chỉ khi gặp phải thất bại họ mới tìm đến được thành công được, về hậu vận mới được an nhàn. Tân Sửu sinh năm 1961, mệnh bích thượng thổ, đất trên vách, khắc thiên thượng thủy, con nhà Huỳnh đế, phú quý, xương con Trâu, tướng tinh con đười ươi, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Tân Sửu mạng thổ tuổi này, số cùng với mạng lắm lần khắc khe vận thời đời đổi ngửa nghiêng, nhiều phen lận đận lắm lần gian nan. Nếu sanh mùa hạ thời may, thanh nhàn thông thả ít ai dám bì. Số này chết hụt nhiều khi, nhờ ơn trời Phật không thì mạng vong. Anh em cha mẹ hai dòng, nếu không chồng vợ lòng dòng đôi ba. Nếu không thay vợ đổi nhà, cuộc đời luống chịu vui chiều buồn mai. Cho hai số phận thiên tài, tu nhân tích đức phước nhờ mai sau. Cuộc sống Tân Sửu, cuộc đời nhiều may mắn, đường công danh phát triển mạnh mẽ, có thể vào trung vận có nhiều kết quả về danh phận. Đời sống có thể lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời. Tóm lại, tuổi Tân Sửu có nhiều hay đẹp về cuộc sống cũng như về danh vọng và sự nghiệp. Tuổi Tân Sửu phát triển mạnh về công danh, trung vận và hậu vận nhiều sung sướng. Tình duyên, về vấn đề tình duyên, tuổi Tân Sửu có chia làm 3 giai đoạn như sau. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch. Nếu sanh vào những tháng này thì cuộc đời có 2 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn được hưởng hạnh phúc, một chồng một vợ mà thôi. Đó là bạn sanh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Gia đạo, công danh. Công danh lúc trung vận có thể lên đến tuyệt đỉnh của danh vọng, đời sống có phần sung túc về vấn đề này. Gia đạo yên hòa, không có gì xảy ra, nhưng về hậu vận thì hay lộn xộn và bê bối. Phần sự nghiệp hay đẹp, liên quan đến vấn đề công danh. Công danh lên cao thì sự nghiệp được vững chắc, tiền bạc đầy đủ, hoàn toàn sung túc cho cả cuộc đời. Tuổi hợp cho làm ăn. Nếu trong sự làm ăn hay phát triển công danh, bạn nên lựa những tuổi này mà cộng tác hay hợp tác thì có phần tốt đẹp. Thâu được những thắng lợi về tài lộc, đó là các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Bính Ngọ. Kết hôn hay làm ăn với những tuổi này thì được tốt. Lựa chọn vợ chồng. Trong việc kết hôn, bạn nên lựa chọn những tuổi này thì cuộc sống bạn có nhiều tốt đẹp và có phần làm ăn được phát đạt giàu sang. Đó là bạn kết hôn với các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Tý, Kỷ Hợi. Nếu kết hôn với những tuổi trên, bạn sẽ tạo được cuộc sống giàu sang phú quý. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này thì bạn chỉ tạo được cuộc sống trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hợp vào đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc. Đó là các tuổi Nhâm Dần, Mậu Thân. Nếu kết hôn với những tuổi này, đời sống của bạn chỉ tạo được một cuộc sống khả dĩ, bảo đảm cho cuộc đời ở mức trung bình và chỉ sống trong sự nghèo khổ triền miên. Đó là bạn kết duyên với các tuổi Giáp Thìn, Bính Thìn. Có những năm không hợp tuổi, nếu bạn tính việc hôn nhân sẽ không thành, hay thành thì sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi. Những năm mà không nên cưới vợ, nếu cưới vợ thì gặp cảnh trên. Sanh vào những tháng này cuộc đời bạn sẽ có nhiều vợ. Đó là sanh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 âm lịch. Tuổi Tân Sửu có những năm khó khăn nhất là những năm ở vào số tuổi 18, 24, 28 và 33 tuổi. Những tuổi này đề phòng tai nạn hay bệnh tật. Những tuổi đại kỵ, những tuổi sau đây, bạn không nên kết duyên hoặc hợp tác làm ăn, vì kết duyên hay hợp tác làm ăn bạn sẽ bị biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời. Đó là bạn kết duyên với những tuổi Tân Sửu đồng tuổi, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất, Ất Mùi. Như đã nói ở trên, khi phạm nhầm tuổi đại kỵ, bạn nên giản dị và cẩn thận đến mức tối đa trong cuộc sống cũng như trong việc làm ăn.
Về việc hôn nhân hạnh phúc, nếu gặp tuổi Đại Kỵ thì nên âm thầm kết duyên hơn là làm rầm rộ. Kỵ nhất là mâm trầu hay ra mắt bà con cha mẹ. Đây là vấn đề tạm thời, chứ thật ra gặp tuổi Đại Kỵ mà hiệp hôn hay làm ăn thì quá khó khăn trong vấn đề tài lộc, lẫn công danh và sự nghiệp. Nên tùy theo năm mà cúng sao hạn. Nếu gặp hạn trường hợp kết hôn, giao dịch với tuổi Đại Kỵ, vì sao hạn mỗi năm khác và thay đổi suốt 60 năm. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Tân Sửu xuất hành vào ngày chẵn, giờ lẻ và tháng lẻ thì thuận tiện nhất trong việc làm ăn cũng như về tài lộc. Xuất hành vào những ngày, giờ nói trên thì rất tốt về tài lộc cũng như về tình cảm. Năm 2024 với những người sinh năm Tân Sửu 1961 có thể được ví như một chuyến hành trình dài với nhiều khúc quanh đầy thách thức. Những biến động trong cuộc sống như sóng gió cuồn cuộn, từ công việc, tài chính cho đến gia đạo đều mang lại không ít phiền muộn và lo lắng. Có những lúc, quý vị cảm thấy như mình đang đi trên một con đường đầy chông gai và dường như mọi nỗ lực đều không nhận được kết quả xứng đáng. Trong công việc, quý vị đã phải đối mặt với nhiều khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, những áp lực từ công việc cũ. Cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường khiến cho công việc đôi lúc gặp bế tắc, sự bất ổn về tài chính càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong cuộc sống, các khoản thu nhập không đều. Những chi phí phát sinh bất ngờ đôi khi khiến quý vị cảm thấy thiếu tự tin và lo lắng về tương lai, mọi gánh nặng đổ dồn và điều đó đôi khi làm mất đi sự cân bằng trong tâm trí quý vị. Không dừng lại ở đó, gia đạo cũng không kém phần phức tạp. Trong những tháng đầu năm, đã có những thời điểm quý vị cảm thấy gia đình mình thiếu sự hòa thuận. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt đôi khi lại trở thành nguồn cơn của những căng thẳng lớn. Các mối quan hệ trong gia đình có thể bị thử thách bởi áp lực công việc và cuộc sống. Những khó khăn dồn nén này đã làm cho quý vị nhiều lúc phải thở dài, tự hỏi liệu con đường mình đi có quá gập ghềnh hay không. Nhưng điều đáng ngưỡng mộ ở người tuổi Tân Sửu chính là tinh thần kiên cường và lòng quyết tâm mạnh mẽ. Bản chất của quý vị là những người không dễ dàng gục ngã trước nghịch cảnh. Dù bao nhiêu khó khăn ập đến, quý vị vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, kiên trì tìm kiếm giải pháp. Đối với tuổi Tân Sửu, khó khăn không phải là rào cản mà là động lực để học hỏi và phát triển. Mỗi trở ngại đều là một bài học quý giá và quý vị không ngừng rút ra kinh nghiệm từ những thất bại để tiếp tục vươn lên nhờ sự kiên trì ấy. Từ nay cho đến cuối năm 2024, quý vị sẽ bắt đầu nhìn thấy những chuyển biến tích cực đáng kể, vận mệnh sẽ dần thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Công việc vốn tưởng như không có lối thoát sẽ bất ngờ mở ra những cơ hội mới. Đây là thời điểm thích hợp để quý vị nắm bắt những cơ hội này. Từ đó, có thể phát triển bản thân một cách mạnh mẽ và đạt được những bước tiến dài trong sự nghiệp. Những khó khăn về tài chính cũng sẽ dần được hóa giải, tài vận có dấu hiệu khởi sắc, không chỉ là ổn định. Quý vị thậm chí có thể đạt được mức thịnh vượng hơn mong đợi, điều mà có lẽ quý vị không nghĩ tới trong những tháng đầu năm đầy chật vật. Ngoài ra, vận may không chỉ đến trong công việc và tài chính, mà còn ảnh hưởng tích cực đến gia đình của quý vị, các mối quan hệ gia đạo sẽ trở nên hòa thuận và ấm cúng hơn. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt sẽ dần được hóa giải, thay vào đó là sự thông cảm, thấu hiểu và sẻ chia lẫn nhau. Sự đoàn kết và tình yêu thương trong gia đình sẽ là chỗ dựa vững chắc, giúp quý vị cảm thấy bình an và hạnh phúc. Quý vị sẽ cảm nhận được sự yên bình trong tâm hồn và từ đó tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Với những thay đổi tích cực đang chờ đón, 2024 sẽ không chỉ là một năm của thử thách, mà còn là một năm của sự trưởng thành và cơ hội. Những người tuổi Tân Sửu sẽ cảm thấy như mình đang bước vào một giai đoạn mới với sự tự tin và lạc quan hơn. Sau tất cả, những khó khăn mà quý vị đã trải qua sẽ trở thành nguồn động lực, giúp quý vị trân trọng hơn những giá trị trong cuộc sống và hiểu rằng đôi khi những gì khó khăn nhất lại mang đến những thành tựu đáng quý nhất. Dự đoán sự nghiệp cuối năm 2024, khởi sắc và bứt phá. Bước vào những tháng cuối cùng của năm 2024, sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu 1961 sẽ chứng kiến những bước tiến đầy hứa hẹn. Đây không chỉ đơn thuần là giai đoạn kết thúc năm, mà còn là thời điểm quý vị có thể bứt phá mạnh mẽ, vươn tới những thành tựu mà bản thân đã không ngừng nỗ lực vun đắp suốt từ đầu năm. Trên con đường sự nghiệp, quý vị có thể sẽ gặp những cơ hội lớn bất ngờ mở ra, đặc biệt những dự án đã ấp ủ từ lâu hoặc các kế hoạch quan trọng từng gặp trục trặc sẽ dần dần khởi sắc. Sự hợp tác với các đối tác tiềm năng cũng sẽ mang lại nhiều triển vọng mới. Đây chính là cơ hội để quý vị chứng tỏ năng lực, khẳng định vị thế của mình trong công việc. Những bước ngoặt quan trọng không chỉ đến từ chính sự nỗ lực không mệt mỏi, mà còn từ sự nhanh nhạy,
biết nắm bắt thời cơ một cách kịp thời và khéo léo. Những nỗ lực từ đầu năm 2024 sẽ bắt đầu được đền đáp trong giai đoạn này. Mọi khó khăn đã trải qua sẽ trở thành nền tảng vững chắc để quý vị tiến bước xa hơn. Thành công sẽ không đến ngay lập tức, nhưng quý vị sẽ nhận thấy rõ sự thay đổi tích cực trong công việc. Những đóng góp của quý vị sẽ được cấp trên đánh giá cao, và nếu biết tận dụng cơ hội, khả năng thăng tiến hay mở rộng lĩnh vực công việc là hoàn toàn có thể. Không chỉ dừng lại ở việc đạt được những thành tựu hiện tại, cuối năm 2024 còn là thời điểm để quý vị đặt nền móng cho các dự định trong tương lai. Những kế hoạch chiến lược dài hạn mà quý vị đã và đang ấp ủ có thể bắt đầu có những dấu hiệu phát triển khả quan. Mỗi bước đi đều phải cẩn trọng, nhưng sự kiên định và tính toán kỹ lưỡng sẽ giúp quý vị vững vàng vượt qua mọi thử thách. Ngoài ra, những mối quan hệ công việc đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn này, đặc biệt, việc duy trì và xây dựng mối liên kết chặt chẽ với đồng nghiệp và đối tác sẽ mang lại nhiều lợi ích bất ngờ. Những mối quan hệ này không chỉ giúp quý vị có thêm cơ hội trong sự nghiệp, mà còn là những điểm tựa vững chắc mỗi khi đối mặt với thử thách. Nhìn chung, cuối năm 2024 sẽ là thời điểm để người tuổi Tân Sửu tận hưởng thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ. Sự nghiệp sẽ bước sang một trang mới đầy tiềm năng và cơ hội. Điều quan trọng là quý vị cần giữ vững tinh thần tích cực, không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân để biến mọi thử thách thành cơ hội và biến mỗi bước đi thành một bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp. Phương diện tài lộc, tài vận khởi sắc, cơ hội bùng nổ. Trong những tháng tới, tài vận của tuổi Tân Sửu 1961 sẽ có những thay đổi đầy tích cực, mang lại cảm giác như ánh bình minh đang dần ló rạng sau chuỗi ngày khó khăn. Nếu như trước đây quý vị phải đối mặt với những bất ổn trong tài chính, loay hoay tìm cách cân bằng thu chi, thì giờ đây, nguồn thu nhập từ các kênh đầu tư và kinh doanh sẽ bắt đầu đổ về ổn định hơn. Đây chính là thời điểm để quý vị nếm trải thành quả từ những nỗ lực không ngừng suốt thời gian qua. Các khoản thu nhập này không đến một cách bất ngờ, mà là kết quả của sự kiên nhẫn, sự khôn ngoan trong việc lựa chọn những cơ hội đầu tư an toàn và bền vững. Quý vị đã đặt nền móng chắc chắn từ trước đó và giờ là lúc những quyết định đúng đắn ấy bắt đầu sinh lời. Những lợi nhuận từ các dự án hợp tác kinh doanh sẽ liên tục chảy về, giúp quý vị cải thiện đáng kể tình hình tài chính. Không còn lo lắng về những khoản chi tiêu phát sinh, quý vị có thể bắt đầu tận hưởng sự ổn định tài chính, cảm thấy tự tin hơn khi lập kế hoạch cho tương lai. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để quý vị cân nhắc mở rộng quy mô công việc. Những cơ hội mới đang mở ra trước mắt, mang theo tiềm năng lớn cho việc gia tăng lợi nhuận và phát triển sự nghiệp. Việc mở rộng kinh doanh hay đầu tư vào những lĩnh vực mới sẽ giúp tài lộc của quý vị tiếp tục khởi sắc và thăng hoa. Tuy nhiên, trong quá trình mở rộng, điều quan trọng là quý vị cần giữ được sự tỉnh táo và cẩn trọng, không phải mọi cơ hội đều nên nắm bắt. Hãy đặc biệt chú ý tránh những lĩnh vực có độ rủi ro cao, bởi việc thiếu thận trọng có thể dẫn đến những hệ quả không mong muốn. Ngoài ra, quý vị cần tỉnh táo trong việc quản lý tài chính. Mặc dù tài lộc đang trên đà phát triển, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc có thể lơ là hay chi tiêu quá mức. Hãy luôn giữ cho mình một kế hoạch tài chính rõ ràng và chi tiết. Các khoản đầu tư cần được xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo sự an toàn và lâu dài. Duy trì sự cân bằng giữa việc kiếm tiền và bảo vệ tài sản sẽ giúp quý vị ổn định không chỉ trong hiện tại mà còn về lâu dài. Tài vận khởi sắc không chỉ mang lại sự an tâm về mặt vật chất, mà còn giúp quý vị có thêm động lực và sự tự tin để tiến về phía trước. Đây là giai đoạn mà tuổi Tân Sửu có thể cảm nhận rõ ràng sự thăng tiến, sự phát triển mạnh mẽ trong tài chính. Hãy tận dụng tối đa những cơ hội này, nhưng cũng luôn nhớ rằng sự cẩn trọng và kế hoạch kỹ càng chính là chìa khóa để giữ vững tài lộc bền vững cho tương lai. Phương diện sức khỏe, chăm sóc cơ thể để duy trì năng lượng và sự cân bằng. Trong những tháng cuối năm 2024, tình hình sức khỏe của tuổi Tân Sửu 1961 nhìn chung duy trì được sự ổn định. Dẫu vậy, không nên chủ quan mà bỏ qua việc chăm sóc cơ thể. Những dấu hiệu nhỏ như sự mệt mỏi, căng thẳng hay những cơn đau nhẹ ở hệ tiêu hóa hoặc xương khớp có thể là lời nhắc nhở về việc quý vị cần chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Cuộc sống bộn bề với công việc và trách nhiệm gia đình đôi khi khiến quý vị lơ là việc chăm sóc bản thân, nhưng hãy nhớ rằng sức khỏe luôn là nền tảng vững chắc cho mọi thành công khác. Hệ tiêu hóa là một trong những khía cạnh cần đặc biệt lưu ý trong giai đoạn này. Sự căng thẳng từ áp lực công việc hay thói quen ăn uống thiếu điều độ có thể dẫn đến các vấn đề như khó tiêu, đau dạ dày hay rối loạn tiêu hóa. Để cải thiện, quý vị nên xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý,
giàu dinh dưỡng nhưng không quá nặng nề cho dạ dày. Việc ăn uống đúng giờ, giảm thiểu các loại thực phẩm chiên xào, nhiều dầu mỡ và bổ sung rau xanh, chất xơ sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Đừng quên uống đủ nước mỗi ngày, vì nước không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ các chức năng quan trọng khác. Bên cạnh đó, xương khớp cũng là một vấn đề cần được quan tâm. Ở độ tuổi này, hệ xương khớp bắt đầu có dấu hiệu thoái hóa. Những cơn đau nhức có thể xuất hiện khi quý vị vận động nhiều hoặc ngồi lâu một chỗ. Để giữ gìn sức khỏe xương khớp, quý vị cần duy trì lối sống lành mạnh kết hợp với việc tập thể dục đều đặn. Những bài tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ, bơi lội không chỉ giúp xương khớp dẻo dai hơn mà còn cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức bền cho cơ thể. Ngoài ra, việc bổ sung các chất dinh dưỡng tốt cho xương khớp như canxi, vitamin D cũng rất cần thiết để duy trì sự chắc khỏe cho hệ cơ xương. Không chỉ vậy, nghỉ ngơi đầy đủ là yếu tố không thể thiếu để tái tạo năng lượng cho cơ thể. Trong cuộc sống hiện đại, áp lực công việc và những lo toan hàng ngày dễ khiến quý vị rơi vào tình trạng mệt mỏi kéo dài. Việc ngủ đủ giấc và có thời gian thư giãn là vô cùng quan trọng để cơ thể hồi phục sau một ngày làm việc căng thẳng. Hãy ưu tiên cho giấc ngủ chất lượng, ít nhất 7 đến 8 giờ mỗi đêm, và thử tạo cho mình những thói quen thư giãn như thiền, đọc sách hay nghe nhạc nhẹ để giảm bớt căng thẳng. Cuối cùng, tinh thần cũng là một phần quan trọng của sức khỏe. Một tâm trạng thoải mái, vui vẻ sẽ giúp cơ thể tự nhiên mạnh mẽ hơn. Hãy dành thời gian cho những hoạt động quý vị yêu thích, gặp gỡ bạn bè hoặc đơn giản là tận hưởng những phút giây bình yên bên gia đình. Tinh thần lạc quan không chỉ giúp quý vị duy trì sự cân bằng trong cuộc sống, mà còn là chìa khóa để đối mặt với mọi khó khăn một cách nhẹ nhàng hơn. Tóm lại, dù sức khỏe của quý vị nhìn chung ổn định, nhưng việc chủ động chăm sóc và bảo vệ cơ thể là điều không thể xem nhẹ. Hãy lắng nghe cơ thể mình, chú ý đến những dấu hiệu nhỏ nhất và luôn ưu tiên cho sức khỏe để có thể tiếp tục vững bước trên con đường thành công. Phương diện gia đạo, tình thân gắn kết, yêu thương đong đầy. Trong những tháng cuối năm 2024, gia đạo của người tuổi Tân Sửu 1961 sẽ bước vào giai đoạn êm ấm và hài hòa hơn bao giờ hết. Sau những biến động, mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, giờ đây các thành viên trong gia đình đang dần thấu hiểu và biết cảm thông cho nhau hơn. Sự đồng lòng, đoàn kết sẽ thay thế những bất đồng, mang lại bầu không khí ấm áp, an yên cho tổ ấm của quý vị. Những xung đột nhỏ hay bất đồng quan điểm từng gây ra khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình giờ đây sẽ dần được hóa giải. Sự thấu hiểu và lòng bao dung sẽ là chìa khóa để hàn gắn mọi vết nứt trong mối quan hệ. Đôi khi, chỉ một lời nói nhẹ nhàng, một hành động quan tâm nhỏ nhưng chân thành cũng đủ để làm tan biến những hiểu lầm từ trước. Quý vị và người thân sẽ nhận ra rằng, sau tất cả, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất, nơi mà tình yêu thương và sự sẻ chia là cốt lõi giúp mọi thành viên vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Những ngày cuối năm cũng là lúc mà tinh thần đoàn viên được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mọi người trong gia đình sẽ bắt đầu cùng nhau chuẩn bị cho mùa Tết. Những khoảnh khắc sum vầy tràn đầy yêu thương, từ việc sắp xếp nhà cửa, mua sắm đồ Tết đến việc cùng nhau gói bánh chưng, làm mứt, tất cả đều mang lại sự gần gũi, gắn kết giữa các thành viên. Những hoạt động đơn giản ấy lại chứa đựng tình cảm ấm áp, làm cho không khí trong gia đình trở nên đầm ấm hơn. Từng nụ cười, từng lời chúc hay cái nắm tay thật chặt sẽ làm cho mỗi ngày trôi qua trở nên đáng nhớ. Sự hòa thuận trong gia đình không chỉ dừng lại ở bề ngoài, mà còn xuất phát từ sâu thẳm trong lòng mỗi người. Khi mỗi thành viên học cách đặt mình vào vị trí của người khác, biết lắng nghe và chia sẻ, tình thân sẽ càng thêm gắn kết. Đặc biệt những bậc cha mẹ trong gia đình, Tân Sửu sẽ trở thành những người dẫn dắt, định hướng cho con cái, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những tấm gương sáng về cách sống, cách yêu thương và chăm sóc gia đình. Đây chính là món quà vô giá mà quý vị dành cho thế hệ sau, tạo nền móng vững chắc cho sự hạnh phúc của gia đình trong tương lai. Nhìn chung, không khí gia đạo vào thời điểm này sẽ tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Tình cảm giữa các thành viên sẽ trở nên khăng khít hơn và những khoảnh khắc quây quần bên nhau sẽ tạo nên những kỷ niệm khó phai. Bất kể những sóng gió bên ngoài, gia đình vẫn luôn là nơi chốn an yên, là nguồn động lực giúp quý vị bước tiếp trên hành trình cuộc sống. Cuối cùng, quý vị sẽ cảm nhận được giá trị đích thực của sự đoàn viên trong gia đình, nhất là khi chuẩn bị cho mùa Tết truyền thống. Đây không chỉ là thời gian để tận hưởng niềm vui, mà còn là lúc quý vị biết ơn những khoảnh khắc quý giá bên người thân yêu, khi tất cả cùng nhau chia sẻ và vun đắp tình cảm. Một mùa Tết đầm ấm,
tràn đầy yêu thương đang chờ đón, và đó sẽ là thời điểm tuyệt vời để quý vị cùng gia đình tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn. Tử vi các tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch, Ất Hợi, bước ngoặt của tài vận và những cơ hội vàng. Tháng 10 âm lịch sẽ là một thời điểm đặc biệt thuận lợi cho người tuổi Tân Sửu 1961, khi tài vận của quý vị có cơ hội tăng vọt đáng kể. Đây không chỉ là tháng mà quý vị có thể thấy dòng tài chính lưu thông mạnh mẽ hơn, mà còn là giai đoạn vàng để quý vị tận dụng tối đa cơ hội trong việc đầu tư và mở rộng kinh doanh. Với những tín hiệu tích cực về vận mệnh, tháng 10 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến những kết quả đầy bất ngờ và niềm vui về mặt tài chính. Tài vận tháng này có thể nói là khởi sắc vượt bậc, quý vị sẽ nhận thấy sự tăng trưởng trong thu nhập, đặc biệt nếu đang tham gia vào các dự án kinh doanh hoặc đầu tư. Những nỗ lực từ trước đây cuối cùng cũng bắt đầu đem lại lợi ích cụ thể, như những quả ngọt sau bao ngày vun trồng. Đây chính là thời điểm lý tưởng để quý vị xem xét việc mở rộng quy mô công việc hoặc thậm chí là thử sức với những lĩnh vực mới. Nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, sự may mắn về tài chính không chỉ đến từ những quyết định đúng đắn, mà còn từ thời cơ tốt đẹp mà tháng 10 mang lại. Tuy nhiên, cơ hội lớn luôn đi kèm với thách thức, và vì vậy, điều quan trọng là quý vị cần phải cân nhắc thận trọng trước mỗi quyết định tài chính lớn. Dòng tiền đến có thể khiến quý vị cảm thấy phấn khởi và muốn nhanh chóng nắm bắt thời cơ, nhưng cũng đừng quên rằng một chút tính toán cẩn thận sẽ giúp tránh được những rủi ro không cần thiết. Mọi bước đi cần được suy tính kỹ lưỡng, đặc biệt khi đối diện với những khoản đầu tư lớn hoặc những quyết định mở rộng kinh doanh. Tháng này may mắn đứng về phía quý vị, nhưng sự tỉnh táo và khả năng quản lý tài chính thông minh vẫn là yếu tố quyết định, giúp quý vị không chỉ thu về lợi nhuận mà còn giữ được sự bền vững lâu dài. Đối với những quý vị đã và đang kinh doanh, đây sẽ là tháng mà quý vị có thể mạnh dạn hơn trong việc lên kế hoạch, mở rộng, phát triển thêm những mảng mới, những hợp đồng, dự án đã ký kết từ trước có khả năng mang lại lợi nhuận cao. Đây là thời điểm thích hợp để tái đầu tư vào các lĩnh vực quý vị am hiểu hoặc bắt đầu khai phá những thị trường mới với tiềm năng lớn. Dòng tiền dồi dào sẽ mang đến cơ hội để quý vị có thể đưa công việc lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, vẫn nên lưu ý rằng việc đầu tư vào những lĩnh vực xa lạ, rủi ro cao cần được cân nhắc kỹ càng, tránh vì quá hứng khởi mà mất đi sự tỉnh táo trong phán đoán. Ngoài ra, quý vị cũng nên tận dụng khoảng thời gian này để củng cố nền tảng tài chính cá nhân. Dòng tiền tăng lên không chỉ là tín hiệu của sự phát triển, mà còn là cơ hội để quý vị xem xét việc tích lũy, lập kế hoạch tài chính dài hạn. Hãy suy nghĩ đến việc tiết kiệm hoặc đầu tư vào những kênh an toàn hơn, nhằm đảm bảo sự ổn định và an tâm cho những giai đoạn tiếp theo. Sự cân bằng giữa rủi ro và an toàn luôn là chìa khóa để thành công bền vững trong dài hạn. Trong suốt tháng 10 âm lịch này, tinh thần lạc quan và sự nhạy bén trong công việc sẽ giúp quý vị dễ dàng nắm bắt những cơ hội lớn. Thời vận tốt đẹp có thể không kéo dài mãi, vì vậy, hãy tận dụng tối đa giai đoạn này để thực hiện những bước đi quan trọng cho sự nghiệp và tài chính. Đây sẽ là tháng mà quý vị không chỉ thấy tài vận tăng trưởng, mà còn cảm nhận được sự thăng hoa trong cuộc sống, khi mọi thứ dường như đồng điệu với những mong muốn và dự định của quý vị. Tử vi tháng 11 âm lịch, Bính Tý, khám phá cơ hội thăng tiến. Tháng 11 âm lịch sẽ là một thời điểm đầy hứa hẹn cho người tuổi Tân Sửu 1961. Khi quý nhân phù trợ xuất hiện như những ánh sao sáng giữa bầu trời đen tối, giúp quý vị vượt qua những khó khăn trong công việc. Trong những tháng trước, có thể quý vị đã phải đối mặt với không ít thử thách và rào cản. Tuy nhiên, tháng này sẽ mang lại cho quý vị những bước tiến tích cực, giúp mọi việc trở nên thuận lợi hơn. Sự hỗ trợ từ quý nhân sẽ không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin hữu ích hay chỉ dẫn cụ thể, mà còn là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ. Những người bạn, đồng nghiệp hoặc thậm chí là những người mới quen biết sẽ bất ngờ xuất hiện, giúp quý vị tháo gỡ những nút thắt trong công việc. Sự xuất hiện của họ sẽ như làn gió mới, mang đến những ý tưởng sáng tạo, những giải pháp hợp lý cho những vấn đề tưởng chừng như không thể giải quyết. Đây chính là thời điểm quý vị nên mở lòng đón nhận sự giúp đỡ từ xung quanh, không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với những người xung quanh. Với sự trợ giúp này, mọi thứ sẽ tiến triển theo chiều hướng tích cực, quý vị sẽ cảm nhận rõ ràng được những thay đổi trong công việc, các dự án đang dở dang sẽ dần được hoàn thành. Những ý tưởng mới sẽ bắt đầu hình thành và đưa vào thực tiễn, không chỉ đơn thuần là việc giải quyết các nhiệm vụ hàng ngày,
mà quý vị còn có cơ hội thăng tiến, mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho bản thân. Nếu đang mong chờ một cơ hội mới, tháng 11 sẽ là thời điểm lý tưởng để quý vị tìm kiếm những công việc mới hoặc thậm chí là một vị trí cao hơn trong tổ chức. Cơ hội thăng tiến không chỉ đơn thuần đến từ công việc hiện tại, mà còn có thể xuất hiện từ những buổi hội thảo, sự kiện hoặc các cuộc gặp gỡ bất ngờ. Hãy nhớ rằng, mỗi cuộc gặp gỡ đều mang theo tiềm năng, quý vị hãy tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu, mở rộng mối quan hệ, vì có thể từ đây sẽ nảy sinh những cơ hội quý giá mà quý vị chưa từng nghĩ đến. Sự tự tin và tinh thần cởi mở sẽ là chìa khóa giúp quý vị ghi điểm trong mắt người khác, từ đó tạo dựng được những mối quan hệ bền vững. Bên cạnh đó, hãy chú ý đến việc quản lý thời gian và năng lượng của bản thân. Khi công việc tiến triển thuận lợi, quý vị có thể sẽ cảm thấy áp lực nhiều hơn. Hãy dành thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi và phục hồi. Điều này không chỉ giúp quý vị duy trì được sự tập trung và hiệu suất làm việc, mà còn giữ cho tinh thần luôn thoải mái và lạc quan. Sự chăm sóc bản thân cũng chính là một phần quan trọng để có thể đón nhận và phát huy những cơ hội mà cuộc sống mang lại. Tóm lại, tháng 11 âm lịch, Bính Tý, hứa hẹn sẽ là một giai đoạn thú vị và tràn đầy triển vọng. Hãy nhớ rằng, bên cạnh sự hỗ trợ từ quý nhân, chính bản thân quý vị cũng cần chủ động tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội. Tháng này sẽ mở ra những cánh cửa mới và nếu quý vị có thể dũng cảm bước qua, chắc chắn sẽ có những thành tựu đáng tự hào đang chờ đón ở phía trước. Tử vi tháng 12 âm lịch, Đinh Sửu, Tết đến, vui vẻ về nhà. Tháng 12 âm lịch không chỉ đơn thuần là cái kết của một năm cũ, mà còn là thời điểm đặc biệt mang lại niềm vui trọn vẹn cho người tuổi Tân Sửu 1961. Khi những ngày cuối năm đang dần đến gần, không khí rộn ràng của mùa Tết lan tỏa khắp nơi, gia đình quý vị sẽ trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đây là dịp để các thành viên trong gia đình cùng nhau sum họp, chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm đã trải qua trong suốt một năm dài. Tài lộc dồi dào cũng là một điểm nổi bật trong tháng này. Quý vị sẽ cảm nhận được dòng tiền tự nhiên chảy về, như những cơn mưa ấm áp tưới mát cho những hạt giống đã được gieo trồng suốt năm. Những nỗ lực, sự kiên trì và chăm chỉ trong công việc sẽ bắt đầu được đền đáp xứng đáng. Các khoản thu nhập từ đầu tư, kinh doanh sẽ đổ về, giúp quý vị không chỉ cải thiện tài chính mà còn có thể chi tiêu cho những điều mà quý vị yêu thích và mong muốn. Điều này không chỉ mang lại sự an tâm về mặt vật chất mà còn tạo cơ hội để quý vị có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Cái Tết sắp đến sẽ không chỉ là thời điểm để tận hưởng niềm vui, mà còn là cơ hội để quý vị thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình và bạn bè. Hãy dành thời gian chuẩn bị những món quà ý nghĩa, cùng nhau nấu những bữa ăn truyền thống hoặc đơn giản chỉ là ngồi bên nhau, tận hưởng không khí đầm ấm và yêu thương. Những khoảnh khắc này chính là phần thưởng lớn nhất mà cuộc sống mang lại sau những tháng ngày làm việc vất vả. Trong tháng 12 này, quý vị cũng có thể dành thời gian để tự chiêm nghiệm về một năm đã qua, nhìn lại những gì đã đạt được và những điều cần cải thiện. Đây là lúc lý tưởng để quý vị đặt ra những kế hoạch cho năm tới, nhằm tạo dựng một nền tảng vững chắc hơn cho tương lai. Việc lập kế hoạch và chuẩn bị sẽ giúp quý vị bước vào năm mới với tinh thần phấn khởi và những mục tiêu rõ ràng hơn. Tóm lại, tháng 12 âm lịch, Đinh Sửu, hứa hẹn sẽ mang lại một cái Tết thật ấm áp và đủ đầy. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bên gia đình, để trái tim tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn. Đây không chỉ là một cái Tết để quý vị hưởng thụ thành quả của mình, mà còn là dịp để trân trọng những người thân yêu, những người đã đồng hành cùng quý vị trong suốt hành trình. Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận mọi điều tốt đẹp và chuẩn bị cho một năm mới đầy hứa hẹn phía trước. Bí quyết hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Khi năm 2024 sắp khép lại, không ít người tuổi Tân Sửu cảm nhận được những vận hạn còn tồn đọng để hóa giải những điều không may mắn này. Việc chú trọng đến phong thủy nhà cửa và lễ bái tổ tiên trở thành những phương thức vô cùng hiệu quả. Những thay đổi nhỏ trong không gian sống có thể mang lại sự tươi mới và cải thiện khí vận cho cả gia đình. Phong thủy không chỉ đơn thuần là những nguyên tắc về cách bài trí nội thất, mà còn là nghệ thuật tạo ra môi trường sống hòa hợp với năng lượng xung quanh. Hãy xem xét lại vị trí của các đồ vật trong nhà, từ bàn thờ tổ tiên cho đến hướng cửa ra vào. Những vật phẩm phong thủy như tranh ảnh, cây xanh hay đá quý có thể giúp điều hòa năng lượng trong không gian sống, mang lại cảm giác bình an và thịnh vượng. Bên cạnh đó, lễ bái tổ tiên là một hoạt động hết sức quan trọng, thể hiện lòng thành kính và tri ân đối với những người đã khuất. Một buổi lễ nhỏ,
Ấm cúng bên bàn thờ tổ tiên sẽ không chỉ là dịp để gia đình sum vầy, mà còn là cách kết nối linh thiêng giữa thế giới hiện tại và tổ tiên. Hãy thành tâm cầu nguyện và xin phép tổ tiên cho một năm mới bình an, may mắn. Điều này sẽ giúp quý vị cảm nhận được sự che chở và bảo vệ từ những thế hệ đi trước. Ngoài việc chăm sóc cho không gian sống và bày tỏ lòng thành kính, việc làm từ thiện cũng đóng vai trò quan trọng cho trong việc tích lũy phước lành. Giúp đỡ những người khó khăn không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận, mà còn đem lại sự thanh thản trong tâm hồn cho chính quý vị. Những hành động nhỏ như tặng quà, chia sẻ thực phẩm hay tham gia vào các hoạt động cộng đồng sẽ tạo ra một vòng tròn yêu thương, giúp quý vị cảm nhận rõ hơn về giá trị của cuộc sống. Đồng thời, hãy cẩn trọng trong mọi quyết định, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tài chính. Việc đưa ra quyết định vội vàng có thể dẫn đến những hệ lụy không mong muốn. Thay vào đó, hãy dành thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến từ những người đáng tin cậy trước khi hành động. Điều này sẽ giúp quý vị tránh khỏi những rủi ro và tìm ra con đường đúng đắn nhất cho mình. Cuối cùng, hãy duy trì tâm hồn thanh tịnh, một yếu tố không thể thiếu trong hành trình hóa giải vận hạn. Một tâm hồn yên bình sẽ giúp quý vị đón nhận những điều tốt đẹp đến với mình. Dành thời gian cho bản thân để thiền định, thực hành yoga hoặc đơn giản là ngắm nhìn thiên nhiên sẽ giúp quý vị tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Tóm lại, hóa giải vận hạn cuối năm 2024 không chỉ là công việc bên ngoài, mà còn là hành trình khám phá và làm giàu tâm hồn. Qua việc chăm sóc không gian sống, kết nối với tổ tiên, làm từ thiện và giữ gìn tâm hồn thanh tịnh, quý vị sẽ không chỉ vượt qua những thử thách mà còn đón nhận được những may mắn bất ngờ trong năm mới. Hãy bước vào năm mới với một tâm thế tự tin và phấn khởi, vì những điều tốt đẹp luôn đang chờ đón quý vị phía trước. Lời dạy của cổ nhân về sự bình an trong tuổi già. Trong hành trình sống của mỗi người, cổ nhân luôn nhấn mạnh một chân lý sâu sắc: bình an trong tâm hồn là chìa khóa của hạnh phúc. Đặc biệt đối với những ai mang tuổi Tân Sửu, sự bình an này không chỉ đơn thuần đến từ những thành tựu vật chất hay danh vọng bên ngoài, mà còn từ sự ổn định và thanh thản trong tâm trí. Khi tâm hồn được an tịnh, những điều tốt đẹp sẽ tự nhiên tìm đến, như những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào cuộc sống. Phật cũng đã từng dạy rằng, hạnh phúc không nằm ở danh vọng hay tài sản, mà nằm ở sự bình an trong nội tâm. Đây chính là một lời nhắc nhở quý giá về việc tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong thay vì phụ thuộc vào những thứ bên ngoài. Đối với tuổi Tân Sửu, điều quan trọng là học cách buông bỏ những lo toan, âu lo không cần thiết và trân trọng những giá trị tinh thần cao cả. Hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, nuôi dưỡng tâm hồn và xây dựng những mối quan hệ yêu thương bên gia đình. Khi tâm hồn được giải phóng khỏi những gánh nặng, quý vị sẽ cảm nhận được sức mạnh của sự thư thái, giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và an lành hơn. Những áp lực, những lo lắng của cuộc sống thường nhật sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho niềm vui và sự thanh thản. Trong những tháng cuối năm này, hãy dành thời gian chăm sóc bản thân một cách trọn vẹn, tìm kiếm những hoạt động yêu thích, từ việc đọc sách, thưởng thức âm nhạc cho đến việc đi dạo trong công viên, hay đơn giản là thưởng thức một tách trà ấm. Những khoảnh khắc này không chỉ là những giây phút thư giãn, mà còn là cách để tái tạo năng lượng cho tâm hồn. Đừng quên dành thời gian bên những người thân yêu, xây dựng một môi trường gia đình hòa thuận, ấm áp và yêu thương sẽ góp phần tạo nên những kỷ niệm quý giá trong cuộc đời. Hãy tổ chức những bữa cơm sum họp, chia sẻ những câu chuyện và cười đùa bên nhau. Những khoảnh khắc này sẽ trở thành hành trang tinh thần quý báu, giúp quý vị có một tuổi già an lạc và hạnh phúc. Cuối cùng, hãy nhớ rằng bình an không chỉ là một trạng thái mà còn là một hành trình. Hãy thực hành sự biết ơn, trân trọng từng khoảnh khắc và sống trong hiện tại. Chỉ khi tâm hồn được giải phóng khỏi những ràng buộc của quá khứ và những lo lắng về tương lai, quý vị mới có thể thực sự đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đón. Một cuộc sống bình an, hạnh phúc sẽ mở ra khi quý vị biết sống hết mình với từng khoảnh khắc hiện tại, hướng tới những giá trị tinh thần cao cả và yêu thương cuộc sống này. Tử vi của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 từ nay tới Tết 2025 không chỉ hứa hẹn những thay đổi tích cực, mà còn là một hành trình đầy hứa hẹn. Quý vị sẽ chứng kiến tài lộc và sự nghiệp dần dần thăng hoa, mang lại niềm vui và sự thỏa mãn trong công việc. Đồng thời, gia đình sẽ trở thành nơi ấm cúng và tràn đầy yêu thương, nơi mà mọi thành viên cùng nhau xây dựng kỷ niệm đẹp đẽ. Hãy luôn nhớ rằng, bình an trong tâm hồn là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa hạnh phúc. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc mà cuộc sống mang lại.
từ những niềm vui nhỏ bé đến những thành công lớn lao để giữ cho tâm hồn luôn an tịnh. Quý vị hãy dành thời gian chăm sóc bản thân và những người thân yêu xung quanh. Nếu nội dung này đã mang lại cho quý vị những giá trị thiết thực, đừng ngần ngại like, share và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi. Hãy cùng chúng tôi khám phá thêm nhiều dự đoán tử vi thú vị và bổ ích khác trong hành trình cuộc sống này. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho quý vị nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào và mọi ước mơ đều trở thành hiện thực. Hãy cùng nhau đón chào một năm mới rực rỡ, nơi mà những điều tốt đẹp luôn tìm đến. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.